Today Show với Hồng Sâm. Chào đón quý vị đến với chương trình Now Today Show với Hồng Sâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Sâm đang ở Williamsville, New York và mới trang trí xong cái tiệm nail tên là Expo 2 Nail and Spa. Tiệm này 1.300 square feet. Hồi trước thì cái tiệm này nó có những cái ghế màu kem và cái tiệm cũng màu kem luôn. Thì nhìn thì giống là một cái traditional tiệm nail thôi. Thì khi mà cô chủ muốn remodel thì cô chủ có một cái concept là tôi muốn tiệm này phải là màu trắng với màu xám và muốn rất là clean, không muốn nhiều đồ ở trong tiệm. Thì Hồng Sâm hôm nay đã làm xong cái tiệm này. Và cái cách làm thì quý vị sẽ thấy rằng là sạch sẽ đơn giản. Và cái package ngày hôm nay Hồng Sâm làm là một cái package ghế Elite màu trắng của công ty Lexor. Mà đây là cái tiệm đầu tiên quý vị sẽ thấy tất cả mọi thứ đều là trắng hoặc là xám. Thì bàn nail, bàn ghế pedicure, receptionist, bàn hơ tay, kệ nước sơn, ghế thợ, ghế khách, bất cứ đều là màu trắng hết. Thì cái câu hỏi là ok, màu trắng vậy có bị dơ hay không? Thì quý vị sẽ yên tâm là tại vì cái package này, cái loại da này là loại da kháng acetone. Rồi quý vị làm rớt nước sơn, quý vị chùi nó cũng không sao cả. Thì bây giờ Hồng Sâm sẽ dắt quý vị để đi tour một vòng để xem Hồng Sâm làm cái gì nha. Bây giờ trước tiên mình bước vô thì quý vị sẽ thấy một cái receptionist. Cái receptionist này là màu trắng rất là đẹp, là tại vì mình thấy cái da phía trước này nó có những cái hột xoàn, cái diamond để mình đinh diamond nó bấm vô nè. Và đây là bằng da luôn nha, nhìn nó rất là đẹp. Nó có cái vẻ là một, nó là vừa receptionist mà nó vừa là một giống như khi một cái piece of furniture, cái furniture để mình trang trí nhìn đẹp chứ không phải là chỉ là cái countertop để tính tiền không thôi. Và trên đây là bằng đá màu trắng. Thì Hồng Sâm đã để một cái water fountain ngay chỗ này, một tí phong thủy và nhìn nó relax. Lúc người ta tính tiền thấy cái water fountain người ta cũng cảm thấy là bây giờ cái bill có 100 mấy 200 cũng không sao cả. Đây là đây là cái countertop. Rồi kế cạnh countertop thì Hồng Sâm bỏ một cái cây xanh, tại vì tiệm này rất là đơn giản, mình không có muốn làm rườm rà. Tuy nhiên đơn giản không có nghĩa là dễ làm, mua đồ cũng rất là khó. Cô chủ thích đá và thích gọn gàng sạch sẽ. Thì khi trong hôm nay nếu quý vị nhìn tất cả những cái hình màu xanh treo trên tường thì đi chung một concept, đó là hình có khuôn. Tất cả những cái gì treo trên tường đều có cái khuôn và có cái mặt kính ở phía ngoài, nó là một cái box, cái hộp á, box frame. Và đặc biệt hôm nay rất là hay là mình mua hên, rất là hên là mua được những cái đá hộp, cái hộp đó ở trong có từng miếng đá và đá 100% thiên nhiên. Đây là những cái đá phong thủy hết mà nó cái box ở ngoài nó cũng hợp với màu của cái tiệm luôn. Cho nên trang trí nhìn đơn sơ mà rất là dễ thương. Đối với Hồng Sâm thì thích như vậy. Rồi mình tiếp tục là bên tay trái, bước vô bên tay phải thì đây là cái kệ nước sơn. Kệ nước sơn này là có đèn như quý vị, nó có cái đèn ở phía trong và bốn hướng đều được nước sơn. Và cái này nè, nó bằng clear để mình để ra nước sơn mình thấy xuyên qua được. Ở phía dưới là cái tủ này nó có cửa cho mình mở ra, mình có thể là để supply ở phía dưới này và những cái mà cái đồ mà họ dùng cho cái này soft close nó tự động đóng, quý vị thấy không đó. Cho nên cái độ bền nó rất là cao, thấy nó tự động nó đóng không, gọi là nó tự động họ đóng, tự động cái cửa đóng mình luôn đó. Rồi tiếp tục là đây là cái bàn hơ tay. Thì cái bàn hơ tay này cũng bi tông trắng luôn. Thì cái detail của cái bàn là hai bên hông tất cả những cái bàn đều có cái silver, cái mịch silver metal giống như này, cái stainless steel hai bên luôn. Thì tất cả bàn nail, kệ nước sơn, mọi thứ nó đều có một cái tông giống nhau. Và bàn hơ tay này cũng màu trắng luôn. Thì Hồng Sâm để cái ghế để mà cho khách ngồi đó. Thì đây là cái ghế này là ghế thợ ngồi nha quý vị. Ghế này là ghế thợ, nó cũng màu trắng, cũng linen ultra leather. Nhưng mà mình cái loại ghế này mình để cho khách ngồi hơ tay á, nó gọn hơn, nó không có bị choáng chỗ, nhìn rất là đẹp. Rồi tiếp tục, bên này thì Hồng Sâm mua được 4 cái ghế cũng màu xám luôn. Lúc đi mua đồ cũng hên xui lắm, mình ăn thua mình được cách lựa nữa. Thì nó có đúng 4 cái mà 4 cái này đang on sale thì mua 4 cái này luôn để vào đây. Rồi tiếp tục đi xuống đây, cái package hôm nay Hồng Sâm làm là cái
Pocket Elite màu trắng. Rất là nhiều người muốn xem cái tông trắng hết thì hôm nay có cơ hội. Có người không phải ai thì dám mua cho nên không có cơ hội làm. Hôm nay đây là một cái dãy 8 đế màu trắng. Đây là hiệu Elite của công ty Luxo. Hồng Sâm để được cái nếu mà cái lưng màu trắng thì Hồng Sâm để cái bồn tự động đổi màu. Muốn đổi màu gì nó đổi thì nhìn cũng rất là hay. Tuy nhiên mình có thể chọn một cái nút mình ngưng lại thì cái bồn nó sẽ có một cái cùng một cái màu. Đây là chiếc ghế mà Hồng Sâm rất là thích. Vẫn còn được on sale. Và bởi vì nó có đặc biệt của cái ghế này là hệ thống autofill. Cái autofill system này là mình bật nước lên là nước nó tự động nó dâng lên và nó tự đánh massage, turn on massage luôn. Mình không sợ nước đầy, không sợ nước tràn. Vì việc bật lên xong rồi mình đi xong mình nước đầy nó tự động nó tắt. Thì khách đã có được phục vụ một mình rồi. Cho nên đây là cái loại ghế mà Hồng Sâm rất là thích. Da này màu trắng thật nhưng mà nó là kháng acetone. Mình đổ nước sơn mình có thể lấy chùi mình không sao cả. Tuy nhiên dĩ nhiên được cái gì màu xám thì dễ dơ hơn. Thì mình chịu khó mình lau chùi mỗi ngày. Chỉ cần lấy Windex hoặc là lấy cái ladder cleaner mình xịt lên mình chùi là ok. Rồi. Ghế này thì có một số người chúng mới có thấy chưa chứ cái cap, cái đồ mà nâng chân, cái gối nâng chân này rất là tuyệt vời. Mình làm khách xong mình để cái chân lên vậy nè, rồi mình bóp chân, mình chà chân chứ, không cần phải bưng chân lên. Rồi khi mà xong muốn sơn thì mình bỏ nó xuống. Rất là tuyệt. Ok, thì đây là cái dãy ghế. Nếu mà nhìn xuống với một dọc rất là đẹp, màu trắng. Đó, thì cái ghế này có cả cái gối đi theo. Cái gối này mình có thể làm dựa lưng hoặc là để làm manicure. Rồi cái gối mà để cổ cũng vậy. Đây là nó mực na để mình thả nó dính vậy thôi. Mình có thể dời cao dời thấp lên, tùy người cao người thấp. Đây là ghế của công ty Luxo. Rồi tiếp tục là bên cái dãy sau lưng cái dãy ghế này. Thì Hồng Sâm cho quý vị thấy đó là làm cái gì. Thì trên tường thì Hồng Sâm cũng treo những cái bức tranh với cái tông trắng xám phối hợp. Và có một cái loại cái bức hình ở giữa là xanh xám để cho cái tiệm nó đừng có bị trắng hết ra. Mà lựa được những cái màu như vậy. Rồi có thêm một cái miếng bức tranh kia cũng có những cái cục đá, đều là đá nhưng mà đá là cũng trắng với xanh luôn. Rồi phía sau lưng cái ghế này là những cái waterfall. Cái waterfall này đó cứ cách hai cái thì Hồng Sâm để một cái, cho nên ngồi trên ghế là cả khách cả hai cái ghế hai bên đều có thể nghe được nước róc rách. Mình không cần phải mở nhạc cho to. Đây là những cái cách làm cho người ta relax hơn. Và những cái waterfall này không mắc tiền mà nhìn đẹp và dễ chịu và nhìn rất là clean. Thì chính bản thân mình đi làm mình cũng cảm thấy relax khi mình nghe tiếng nước róc rách. Rồi ở đây là những cái dàn đèn. Đây là đèn này thì cũng mua Home Depot có gắn được thôi. Cái này là cái tiệm nó đã làm, nó có sẵn những cái sợi dây đèn này sẵn cho mình rồi. Rồi đó là cái dàn ghế. Là mình đi xuống mình sẽ thấy rằng là cứ cách vài cái là có một cái waterfall. Và nguyên cái dàn hình ảnh trên đó thì cái nào cũng nằm trong cái box, cái hộp hết, cái hộp kính hết. Chứ không phải là cái loại mà thường thường mình treo. Cho nên khi mình mua tranh thì mình phải đi theo cái concept. Thì tất cả những concept này Hồng Sâm là nó đều nằm trong cái hộp để nó bảo vệ mấy cái bông của nó đó. Tại vì nó bằng vải và bằng giấy. Rồi bên này thì ở trên đó như hồi nãy Hồng Sâm nói là có hai cái mình. Cái này là đá thiệt nha quý vị. Từng cái miếng đó là từng cái miếng đá họ cắt ra và họ bỏ trong cái hộp đó. Nó rất là đẹp, thông thường mấy cái này rất là mắc tiền. Mà hôm nay mua rất là good, giá rất là good. Và cô chủ rất là thích đá cho nên đây là 100% đá thiệt. Thì nằm trong đó mình phía trước bước vô thì thấy hai cái miếng đá đó. Rồi mình tiếp tục là thấy cái bàn neo. Đây là những cái bàn màu trắng. Bàn trắng, ghế trắng luôn. Hôm sau để cái bình bông nhỏ nhỏ cho nó dễ thương. Và cái đèn này là cái đèn, cái này cũng có cái Luxo bán luôn. Bán riêng chứ không đi chung cái bàn này. Thì cái này là cái led. Nó nhỏ xíu à, mình bật lên bật xuống mà nó rất là sáng. Mình làm không có bị vướng mặt mình với khách. Và nó không có dính bụi nhiều. Gọn gàng, những cái tiệm không có bị clutter. Đặc biệt là mình làm cái đèn kia rồi mình treo mặt nạ mask rồi lên mình nhìn rồi dắt đồ lên trên nhìn cái tiệm nó rất là dơ. Cái này thì cái bàn này á thì nó có rất là nhiều học. Cái loại này loại bàn thiết kế mới cho nên mình có thể học cũng rất là rộng. Cho nên mình có thể để đồ ở trong học của mình hết. Rồi ví dụ như cái này mình có thể để cái basket, mình có thể để cọ bên đây, để đầu dũa, để bột trong những cái basket cầm thì mình lấy lên mình làm. Lấy làm xong bỏ lại trong cái hộc này, đóng hộc lại là sạch, không cần phải để gì trên bàn hết. Tại vì bên hộc này mình có thể để bút, giấy, receipt, bất cứ cái gì mà để bên đây. Tại nó còn tới bao nhiêu cái hộc này lận để được đồ. Đây, và cái
cái hộp này cũng rất là tiện. Rồi bên đây cũng vậy, bên đây lại có cái hộp này để đựng máy rồi. Và dưới cái này thì nó có những cái hộp để mình đựng từng cái chai một. Và đây có chỗ để mình dắt cọ luôn, cho nên mình không có sợ bị để lộn thùng ở phía ngoài. Đặc biệt là quý vị nào xài tông sắn trắng xám thì mình nên nhớ là bàn mình phải giữ cái gì, đừng có giữ nó tùm lum trên bàn hết. Thì cách thiết kế cái bàn này là đủ dư sức cho quý vị bỏ đồ ở trong luôn, không cần phải bày trên bàn. Làm như vậy thì mình không cần phải clean nhiều và không cần phải bị sợ dơ, mà lúc mà kiểm tra thì mình không sợ stayboard nó bắt. Cộng thêm nữa là khách vào thấy bàn sạch sẽ, lúc nào sạch sẽ hết thì mình giữ khách, họ thấy mình sạch sẽ thì yên tâm. Đó, thì cái package này là 8 cái ghế và 6 cái bàn. Rồi ở bên tay phải tiếp tục cái tường. Thì cái tường này là Hồng Xăm, như quý vị coi cái video hồi nãy á, before đó, là cái tiệm nhìn nó một cái rất là, cái tiệm before là original, nhìn traditional lắm, nó không có cái gì mà nhìn hấp dẫn để mà nhìn cái vẻ nó lụm thụm đó. Thì bây giờ Hồng Xăm đã sơn cái này lại thành màu xám. Thì nửa cái tường này đã sơn màu xám, và tiếp tục Hồng Xăm sơn cái mặt cái cột này xám lên trên luôn để nó có cái contrast thôi. Và đây là những kệ nước sơn để dài xuống trên tường, bởi vì nó nhiều lắm. Đây là một clip để mình làm cái kệ này. Quý vị có thể mua đồ về để mình đóng cho mình, đóng theo ý mình. Những cái miếng như vậy là ở ngoài chợ IKEA họ có là bán hết, thì mình mua về mình ráp vô. Cái này mình phải tự làm chứ không bán nguyên cái. Rồi phía trên này quý vị thấy là mình thêm 4 miếng đá nữa, 4 cái khung đá nữa. Là nãy giờ xong đó quý vị là trang trí từng cái box đúng không? Thì cái này đều trong một cái hộp hết. Và rất là hay, tất cả những cái đá này mỗi loại nó khác nhau và nó tới từng nước khác nhau. Cho nên đây là những cái bộ đá phong thủy mà hôm nay rất may mắn mua được để bỏ vào cái tiệm này. Rồi, tiếp tục là bên đây. Thì trên bức tường không thích chỉ để những cái bông thôi, nhìn cho đừng có bị trơ thôi chứ không có làm nhiều. Và tiếp tục là kệ nước sơn để cho, đây là những cái kệ treo. Đây là những cái mà thợ dùng, mình lấy. Còn kệ nước sơn phía trước là để khách lựa. Rồi, bên đây thì Hồng Xăm để một cái bình bông cũng vậy thôi. Cái loại bông cây này, một cái cây bình lá chứ không phải bình bông nữa. Thì một cái cây này thông thường như vậy thì nhìn nó sạch sẽ hơn, nó gọn hơn. Tại vì mình không muốn làm cho nhiều quá thì những cái tiệm rắc rối lên thì nó câu mình phải chùi dọn nhiều. Đó là tất cả những cái mà Hồng Xăm đã bỏ trong tiệm ngày hôm nay. Tiệm này 1.300 square feet. Hồng Xăm dùng cái package 8 ghế, 6 bàn của công ty Lexo. Đây là hiệu Elite. Và bộ ghế này ngày hôm nay dùng là màu trắng. Tất cả những cái đều là màu trắng hết. Cái bàn của công ty Lexo như quý vị thấy là như thế này đây. Nó có những cái lỗ cho mình, nó cắt sẵn luôn, để khi nào mình muốn hút cái bàn này, hút cái bàn kia thì có cái lỗ. Và nó làm sẵn được, mình cần thì mình gắn máy hút vô. Và nếu mà quý vị có thắc mắc, muốn biết thêm chi tiết về những cái chương trình Salon and Modeling, như hiện giờ Hồng Xăm đang làm rất là nhiều tiệm, giúp cho quý vị có cái tiệm cũ làm thành tiệm mới trong vòng một ngày. Thì tất cả những cái này đây Hồng Xăm làm trong vòng một ngày. Hồng Xăm tới dắt quý vị đi mua đồ về rồi gắn lên. Thì làm nói chung với chịu một ngày, nhưng mà thật sự làm từ sáng đến giờ, bây giờ là 11 giờ đêm rồi. Nếu quý vị đã có thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào số 1-866-904-7546 hoặc email về hongsam@nowtodayshow.com. Cái chương trình này là chương trình Hồng Xăm làm không lấy tiền công, nhưng quý vị muốn cho bao nhiêu thì cho, để hỗ trợ cho The Sam Foundation. Hồng Xăm nuôi những trẻ mồ côi, thì quý vị nào có tiền thì quý vị cho, không có tiền thì quý vị khi nào làm được khá giả thì quý vị gửi chị cho hội từ thiện, còn không Hồng Xăm chịu chỗ cho quý vị đi. Còn vé máy bay và chỗ ở, thì khi quý vị mua cái package của công ty Lexo rồi thì công ty Lexo sẽ tài trợ vé máy bay và tiền ở cho Hồng Xăm. Còn tiền công thì Hồng Xăm tùy hảo, tùy lòng hảo tâm quý vị muốn cho bao nhiêu quý vị cho, còn nếu không thì từ từ không sao, Hồng Xăm cho quý vị mắc nợ. Một ngày nào đó quý vị làm ăn khá giả thì quý vị sẽ nhớ tới những cái lúc này. Cho nên rất là dễ dàng, quý vị nào cần giúp thì Hồng Xăm sẽ giúp cho quý vị. Tại vì bây giờ ngành nail rất là cạnh tranh, và thị trường đại hàng nè, Trung Quốc nè, rất là nhiều người khác đang lấn vào thị trường ngành nail, mà thị trường của mình là ngày xưa giờ Việt Nam là đứng nhất. Mà bây giờ từ từ mình sẽ chia ra, bởi vì vậy tiệm mình phải giữ cho sạch đẹp. Lúc nào sạch đẹp là sẽ giữ khách được, tại vì mình đã có tay nghề, người Việt mình rất là khéo tay. Cho nên Hồng Xăm mong rằng là với cái khả năng Hồng Xăm có để mà trang trí giúp cho quý vị, để làm cái tiệm đẹp hơn với cái số tiền rất là nhỏ khi mình đầu tư mình để mua đồ trang trí, thì Hồng Xăm nghĩ là quý vị nên lợi dụng cơ hội này. Hồng Xăm giúp được thì Hồng Xăm sẽ giúp.
khi mà không còn sức khỏe nữa, đi không nổi nữa thì sẽ Hồng Sâm sẽ ngưng. Cho nên quý vị nào cần thì quý vị cứ gọi vào 1-866-904-7546 để biết thêm chi tiết, hoặc là quý vị muốn biết về cái sản phẩm của công ty Lexor thì quý vị có thể vào www.lexor.com để quý vị có thể coi tất cả những mẫu mã mặt hàng. Và Hồng Sâm cảm ơn công ty Lexor luôn đồng hành bảo trợ để cho Hồng Sâm được đến với quý vị để làm những chương trình như thế này, để quý vị có thể có những cái tiệm đẹp thiệt là đẹp để mình tiếp tục kiếm tiền. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin chào tạm biệt. Quý vị đang theo dõi chương trình Nail Today Show với Hồng Sâm.